Xin chào các bạn, hôm nay thì mình chạy cái xe của mình đi sơn lại một số chỗ nó bị trầy. Thì nhân tiện mình cũng sẽ chia sẻ nhanh đến anh em một vài cái vấn đề liên quan đến cái chuyện mà chúng ta sơn lại một số cái chi tiết nào đó của chiếc xe. Để anh em mới sử dụng xe hay là chưa có kinh nghiệm về cái chuyện mà sơn hay là làm đẹp lại chiếc xe, có một cái để có thể anh em có thể tham khảo và hy vọng rằng nó sẽ hữu ích đối với anh em. Ở trên xe ô tô thì nó sẽ có một số cái khu vực nhạy cảm, dễ dàng bị va chạm, dễ dàng bị trầy xước. Và đó là cái phần bumper ở phía trước đây. Nó được làm bằng nhựa, nguyên một cái phần phía trước hấp thụ va chạm. Và khi mà nó có trầy xước hay là sự cố gì đó, anh em cũng có thể dễ dàng sơn lại hoặc là thay thế nếu như mà nó bị bể quá nặng, không thể phục hồi được. Thì đây là những cái phần rất là nhẹ thôi, nó cũng không ảnh hưởng sâu gì bên trong chiếc xe, nên là nếu như anh em mới sử dụng á, lỡ có bị thì cũng thoải mái tư tưởng một chút xíu, chúng ta sẽ sơn sửa lại, đi sửa chữa lại nó thôi. Còn những cái phần mà nó sẽ khó khăn hơn một chút xíu, ví dụ như là cái phần fender bằng nhôm nè, hoặc là những cái phần cánh cửa bên hông, nếu như mà va chạm trầy xước nhẹ thì không sao, nhưng mà nếu như mà nó móp hoặc là nặng là nó thủng, có thể cái phần chi phí sửa chữa nó sẽ cao hơn rất là nhiều nhờ cái phần công làm lại. Hoặc là với những chiếc xe cao cấp, thậm chí anh em có phải cân nhắc đến cái chuyện phải thay, tại vì không thể tái tạo cái hình dạng ban đầu của những cái miếng nhôm rất là đặc biệt được. Hôm nay thì mình sẽ lựa chọn một cái tiệm sơn, một tiệm sơn khá là cao cấp, và mình được báo giá đâu đó sơn nguyên cái phần bumper này là nó khoảng 2 triệu cho cái nguyên cái phần bumper phía trước. Còn trước đây mình đi sơn ở một chỗ khác, cái chỗ sơn khác này mà mình đang nói là mình cũng cho đến nay cái xe cũ, không phải xe này, xe cũ của mình là cũng được 2 năm rồi. Cái chất lượng sơn nó vẫn đang còn rất là ok, tuy nhiên cái chi phí nó cũng thấp hơn, đâu đó là 1,2 triệu. Còn thậm chí họ nhận sơn cho nửa bên là anh em chỉ tốn đâu khoảng 600 ngàn thôi. Tất nhiên cái giá dịch vụ thì nó phụ thuộc vào tùy từng cái gara mà anh em chọn. Hầu hết xe ngày nay, xe mới anh em đều có bảo hiểm, hoặc là nếu như anh em mua bảo hiểm mới thì chúng ta, cái quan trọng nhất là chúng ta phải tham khảo những cái mạng lưới mà cái bảo hiểm đó họ liên kết với những cái gara nào, những cái trung tâm nào, và những cái trung tâm đó anh em có thích sửa chữa hay thích làm ở đó hay không. Theo như cái cách gọi của bên bảo hiểm thì anh em có quyền lựa chọn gara để anh em sửa chữa. Mình không nhớ chính xác cái mục đó lắm, nhưng mà chắc chắn trong cái hợp đồng bảo hiểm của anh em có. Tức là anh em có thể ok, tôi sẽ đến cái gara này tôi sửa nè, ông tới đây ông xem báo giá các thứ, nếu như mà ok thì tôi sẽ sửa ở đây, đại khái vậy. Hoặc là với anh em sơn ở trong chính hãng cũng được, nhưng mà cũng phải cân nhắc rất là kỹ. Bây giờ thì mình sẽ chạy cái chiếc xe này mình đi sơn. Sau khi mà sơn xong á, mình sẽ giới thiệu nhanh đến anh em những cái phần mà chúng ta nghiệm thu. Ví dụ như cái phần nào quan trọng sau khi mà chúng ta nghiệm thu một chiếc xe, bất kể là chúng ta sơn ở đâu, cao cấp, thấp cấp hay là trong chính hãng, bất kể nơi nào, chúng ta cũng đều nên phải kiểm tra. Sau ít ngày chờ đợi để xưởng sơn họ sơn xong xe, thì cái giai đoạn quan trọng nhất đó chính là cái thời điểm mà chúng ta đi nhận chiếc xe, chúng ta kiểm tra chiếc xe. Thì chúng ta cần kiểm tra những cái gì? Cái đầu tiên nhất, ví dụ như chiếc xe của mình là mình sơn lại cái phần bumper phía trước, hay còn gọi là cái phần cản trước, thì đây sẽ là cái phần mà người ta sẽ tháo hết ra để người ta sơn và người ta lắp lại. Thì đầu tiên chúng ta kiểm tra những cái mối ghép với những cái chi tiết cũng như là với cái phần xe nó có khít với nhau hay không, nó có đẹp và nó có đều với nhau hay không. Tất nhiên các bạn cũng cần kiểm tra một vòng trước khi chúng ta bỏ vào sơn, chứ không thể nào nguyên bản chiếc xe của chúng ta nó đã không đẹp, không fit sẵn mà đến khi nhận xe bắt đền người ta được. Đó là một điểm. Điểm thứ hai đó chính là chúng ta kiểm tra đầy đủ xem nó có trầy xước hay không. Một cái điểm mà có thể anh em quan tâm rất là nhiều đó chính là cái sự đồng màu. Tức là ví dụ như mình sơn cái phần này thì giữa hai cái phần này cái màu sắc nó có đồng đều với nhau hay không. Cơ bản là mình sơn ở một cái tiệm sơn mà mình đã biết, đã từng sơn và mình cũng biết được cái chất lượng của người ta rồi. Tuy nhiên anh em mới đi sơn thì có thể là bước đầu chúng ta cần kiểm tra đầu tiên, và sau vài tháng sử dụng chúng ta tiếp tục kiểm tra cái phần hai màu sơn này nó như thế nào với nhau. Còn khi mà mới nhận xe chúng ta cũng có thể nhìn thật là kỹ để có thể nhìn thấy cái sự chênh lệch xa gần, nhìn gần nhìn xa, rồi dưới ánh nắng, dưới trời tối, dưới bóng đèn. Đó, đại khái là đó là cái bước cơ bản nhất khi mà chúng ta nhận xe. Một điểm rất là đặc biệt và rất là cần quan tâm khác khi mà nhận chiếc xe vừa mới sơn đó chính là
kiểm tra toàn bộ chiếc xe của chúng ta xem nó có bị dính bụi sơn hay không. Dính bụi sơn là như thế nào? Đó là khi mà họ bọc chiếc xe của chúng ta lại và chẳng may nó bị hở một cái khu vực nào đó và cái phần bụi sơn nó dính lên xe. Dễ để biết điều đó lắm. Ví dụ như chúng ta sờ cái phần sơn xe của chúng ta, nhất là cái chỗ mới sơn nó rất là bóng, và cái chỗ mà dính bụi sơn nó sẽ rất là nhám, sờ tay có thể nghe lộn xò xoạt, Đặc biệt nhất là vùng sơn nè, những cái phần kính chắn gió nè, đó là rất dễ để nhận biết luôn. Nếu như mà dính vào kính chắn gió một cái á, chúng ta gạt nước mưa một cái là không nhìn thấy đâu hết á, nó mờ căm mà, tại vì nó không thể nào gạt sạch được. Đó là những cái điều mà hết sức cơ bản khi mà anh em có phải đi sơn lại xe, dù sơn bảo hiểm hay là tự bỏ tiền đi sơn, tất cả các thứ thì chúng ta cũng đều quan tâm những cái này. Với anh em đã có kinh nghiệm rồi thì mình nghĩ rằng cũng không cần phải nhắc nhở những cái điều đó làm chi. Tuy nhiên với những anh em mới sử dụng xe ô tô, quyết định mang đi sơn xe thì chúng ta cần lưu ý những cái điểm này. Và cũng xin nhắc với anh em một điều là chẳng may chúng ta đi có va chạm gì đó, nó có trời xước một chút gì đó thì thật sự nó cũng không thành vấn đề lắm. Chúng ta có thể bỏ hơn 1 triệu hay là những cái xưởng sơn rất là xịn, rất là cao cấp 2 triệu đồng cho cái phần bumper phía trước, nó cũng không phải là quá đáng kể lắm. Hoặc là anh em có thể mua bảo hiểm để chúng ta có thể trang trải những cái phần chi phí mỗi khi mà va quẹt như vậy. Và mình xin tạm thời kết thúc cái clip chia sẻ nhanh của mình về cái vấn đề đi sơn lại xe, đi tút lại xe cho nó đẹp sau một thời gian nó bị chảy xước. Hy vọng sắp tới anh em có quan tâm đến những cái chủ đề khác, mình sẽ tiếp tục chia sẻ đến anh em. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.